Tiểu thư nói đến đơn thuốc hải thượng nào vậy? Nói thử tôi nghe, để tôi cũng ghi nhớ nó, rồi nói cho người khác biết. Nếu gặp người có bệnh giống như vậy cũng là làm việc tốt mà. Không dùng thuốc này tốt hơn. Nếu dùng thuốc này thật sự sẽ làm cho người ta rã rời. Thuốc này thuốc nọ, loại nào cũng hiếm thấy, chỉ hai chữ khó tìm mà thôi. Hả? Cần nhụy mẫu đơn trắng phải được nở vào mùa xuân 12 lạng, nhụy sen trắng nở vào mùa hạ 12 lạng, phù dung trắng nở vào mùa thu lấy nhụy 12 lạng, nhụy hoa mai trắng vào mùa đông cũng 12 lạng. Đem bốn loại nhụy hoa này phơi khô trong nắng vào mùa xuân năm sau, hòa vào chung với thuốc bột, nghiền kỹ ra, rồi lấy nước mưa vào ngày vũ thủy 12 tiền. Trời ơi, như vậy tính ra thì phải mất 3 năm sao? Vậy nếu như vào hôm vũ thủy không có mưa, vậy thì phải làm sao? Cho nên mới nói làm gì có nước mưa đúng lúc như vậy chứ. Vì không có mưa nên chỉ đành chờ đợi mà thôi. Còn phải lấy lộ thủy trong ngày bạch lộ 12 tiền, lấy sương trong ngày sương giáng 12 tiền, lấy tuyết trong ngày tiểu tuyết 12 tiền, hòa bốn loại nước này lại với nhau, cộng với thuốc, rồi thêm 12 tiền mật ong, 12 tiền trắng, giò thành một viên lớn cỡ mắt con rồng, đựng vào trong một giò gớm cũ, chôn nó dưới gốc hoa. Nếu lúc nào phát bệnh thì lấy ra ăn một viên, rồi lại dùng 12 phân hoàng bách sắc làm nước uống. Trời ơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng là làm khổ người ta mà. Đợi đến 10 năm cũng không chắc trùng hợp như vậy. Từ sau khi ông ấy nói 1-2 năm sau đúng là có được hết, khó khăn lắm mới phối được một liều. Tây này mang từ Nam ra Bắc, bây giờ đang chôn ở dưới gốc cây hoa lê đó. À, thuốc này có tên gọi hay không? Có chứ, đây cũng là do ông hòa thượng đã nói, tên là Lãnh Hương Hoàng. À, vậy lúc cô phát bệnh, lúc đó cô cảm thấy thế nào? Cũng không cảm thấy có gì nặng, chẳng qua là ho một chút, uống một viên vào rồi thấy đỡ hơn nhiều. Ai ở trong phòng vậy? Thái thái, tôi đây nè. Hồi thái thái, Lưu lão lão đó đi về rồi. Thiếu phu nhân đã cho bà ấy 20 lượng bạc, đó là số ngân lượng mà hôm qua thái thái cho nha hoàn đi may áo, lại cho thêm một số tiền ngồi xe. Lưu lão lão này vô cùng biết ơn rồi đi về. Trước khi đi á, dân an thái thái, dân an lão thái thái. Thái thái, nếu không còn gì căn dặn tôi lui ra trước. Cô khoan đi đã, có một thứ này cô hãy mang đi theo. Hương Lăng, mang qua trong hộp tráp ra đây. Cái này là một kiểu cài tóc mới ở trong cung, được kết bằng hoa bằng lụa 12 cây. Đẹp lắm. Hôm qua muội nhớ ra để không đó cũng đáng tiếc, sao lại không đưa cho mấy cô tiểu thư ở bên nhà? Hôm qua muốn đưa qua nhưng lại quên. Hôm nay cô tới đúng lúc. Cô mang nó đi đi. Cô đưa cho ba vị tiểu thư mỗi người một đôi, vẫn còn lại 6 cây. Cho Lâm tiểu thư 2 cây, 4 cây kia đưa cho Hy Phượng vậy. Để lại cho Bảo Thoa dùng đi. Nghĩ tới mấy đứa kia làm gì? Tại tỷ tỷ không biết, cái con nhỏ Bảo Thoa này rất kỳ lạ, trước giờ nó không yêu qua, không thích phấn gì hết. Cô mau đem qua bên đó đi. Vậy thì tôi đi đây. Thầy tử Chu Thùy mang hoa cài tóc đến từng nơi, đến chỗ của Dương Phu Nhân, đưa hoa cho Thám Xuân với lại Tích Xuân xong, rồi đưa cho Lý Hoàng vào lúc giữa trưa, đi đến chỗ của Phượng Thư. Vẫn còn đang ngủ trưa hay sao? Đến giờ dậy rồi. Phong Nhi, đi lấy một ít nước đóng đi. Đi đi à. Bà lại chạy đến đây làm gì nữa? Đâu phải là tôi muốn đến. Bình Nhi, Bình Nhi, qua đây, qua đây. Vị thái thái có được mấy cây hoa cài kiểu mới trong cung, bảo tôi đưa 4 cây cho thiếu phu nhân cài. Thật là đẹp. Nè, đây nữa nè. Nè, đây. Vậy bà ngồi chơi đi, tôi đi rồi về ngay. Cái này xỏ qua,
xỏ qua đó. Đúng không rồi. Không phải như vậy mà. Không phải thật mà. Huỳnh nói đúng rồi mà. Vị thái thái bảo tôi đưa qua cài tóc đến cho tiểu thư đây. Qua gì vậy? Đưa đây tôi coi. Đây là hoa cài tóc kiểu mới ở trong cung. Nè, là hoa là bằng lụa đó. Hoa này chỉ tặng một mình tôi thôi, hay là các tiểu thư khác đều có? Có hết rồi. Hai cây này là tặng cho cô. Tôi biết mà. Những thứ còn lại không ai chọn thì mới cho tôi. Xỏ cái này qua bên đó đó. Cái này nè. Trời ơi, để Quynh làm cho. Trời ơi. Chu tỷ tỷ. Hôm nay Dương thị thê tử của Giả Trân mời Dương Hy Phượng đến Đông Phủ vào chơi. Bảo Ngọc nghe thấy cũng đòi đi qua đó. Thế là hai chị em cùng lên kiệu. Lát sau đã đến Ninh Phủ. Du thị với Tần thị thê tử Giả Dung, mẹ chồng nàng dâu, cùng với bao nhiêu thê thiếp dâu con trong nhà đi ra tầng cửa đó. Cũng khỏe. Bảo Ngọc nhà ta cứ đòi theo ta đó. Đúng là khổ với nó mà. Cẩn thận. Mời Thẩm Thẩm dùng trà. Khó khăn lắm mới mời được Thẩm tới. Hôm nay đừng về nhà nha. Mọi người mời ta đến làm gì chứ? Có thứ gì tốt muốn hiếu kính với ta thì mang dâng lên đi. Ta còn bận lắm đó. Thế phu nhân hôm nay không đến thì thôi. Phải rồi. Thì không thể về được. Đúng phải đó. Ở trên là một chút. Xin thỉnh an Thẩm Thẩm thúc thúc. Hôm nay đại ca ca sao không ở nhà vậy? À, là ra thành thăm viếng lão gia rồi. Cậu ở đây sẽ buồn đó. Sao còn ngồi đây làm gì? Hay là ra ngoài chơi đi. Đúng lúc. Lần trước Bảo Thúc nói muốn gặp đứa em của tôi. Hôm nay nó ở đây. Chắc đang ở trong thư phòng. Sao Bảo Thúc không đi gặp thử đi? Ý, ngồi yên đó. Gấp cái gì chứ? Cô cứ để nó đi đi. Có con trông chừng cậu ấy cho cẩn thận. Đừng có làm cậu ấy phải buồn. Giống như đi theo lão thái thái qua đây là được. Ý, nếu đã là vậy thì chi bằng mời Tần tiểu gia này đến đây. Tôi cũng muốn gặp. Chẳng lẽ tôi không được gặp mặt hay sao? Thôi đi thôi đi. Không cần thiết phải gặp đâu. Nó không bằng mấy đứa nhỏ của nhà chúng ta đã quen mạnh dạn quạt bác. Con nhà người ta điềm đạm nhã nhặn quen rồi, sao mà dám gặp người sứng sổ như cô? Không sợ bị người ta cười hay sao? Mọi người gấp tiền hả? Tôi không cười họ thì thôi đi. Lại sợ có đứa bé cười tôi hay sao chứ? Không phải vậy đâu. Nó rất là mắc cỡ, chưa từng gặp cảnh đông người. Thẩm mà gặp rồi chắc lại tức giận. Không cần biết nó trông như thế nào, ta cũng muốn gặp cho được. Đừng có nói nhiều như bà lão. Nếu không dẫn nó tới gặp ta, sẽ tát tay con một bữa đó. Thẩm đã đề cao nó rồi. Con cũng không dám cản nữa, sẽ bảo nó tới. Tôi đi dọn bàn ra trước đã ha. Dạ. Nói chuyện với Thẩm Thẩm đi. Dạ. Qua bái kiến Thẩm Thẩm đi. Xin thỉnh an Thẩm Thẩm. Thẩm xem đó, đã thấy khác nhau chưa? Có thấy khác nhau chưa? Mau qua đây, ngồi bên cạnh ta nè. Ngồi đi. phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Mấy tuổi rồi? 13 tuổi. Trong nhà có mấy huynh đệ? Không có huynh đệ, chỉ có một tỷ tỷ. Trên đời lại có một người như vậy à? Nè, ăn trái cây đi. Bây giờ xem ra mình lại thành một thứ rác rưởi rồi. Trong nhà cha mẹ vẫn khỏe chứ? Mặc dù mình cao quý hơn cậu ấy, nhưng mà nhung gấm theo qua cũng chẳng qua là vỏ ngoài bao bọc thân gỗ mục. Thiếu cái ruộng non dê béo đừng cũng chẳng qua là để lấp đầy dũng bùng hố phân này. Ta sẽ cho người mang qua. Hai chữ cao quý chỉ làm mình khổ sở. Học tên của con là gì? Là Tần Chung. Tần Chung. Bài đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Thẩm qua đó thôi. Được.
Vậy ta với tỷ tỷ của con đi đánh bài đây. Con nói chuyện với Bảo Thúc Thúc đi. Mau mau đi về, nói với Bình Nhi tỷ tỷ, thiếu phu nhân muốn đánh bài ở Đông Phủ, có lẽ tới chiều mới có thể về nhà. Nói với Bình Nhi tỷ tỷ biết. Đi mau. Dạ. Nè, ăn trái cây đi. Ngồi đi, tranh thủ thời gian ha. Quả nhiên Bảo Ngọc này được người ta cưng chiều là đúng. Rồi tới. Tiếc là mình xuất thân là con nhà bần hàn, không thể sánh vai vui đùa cùng cậu ấy. Phải biết hai chữ sang hèn cách biệt, đó cũng là một chuyện rất không vui. Lúc thường ngày cậu đọc sách gì vậy? Vừa đọc tứ thư. Không biết Bảo Thúc từng đọc sách gì? Tôi cũng không đọc cái gì cho đàng hoàng. Để tôi chẳng làm qua cho. Đọc lung tung này nọ thôi à. Cậu thường đến nhà Trương đại ca chơi sao? Gia phụ quản giáo hơi nghiêm ngặt, vì vậy cũng không có tới thường. Bảo Thúc, mấy thứ chân ngỗng này đều là do ở nhà tự làm, mùi vị không giống với chỗ khác. Bảo Thúc nếm thử xem. Hai người chúng tôi không có uống rượu, hay là đem số bánh trái này để ở trên giường đi, chúng tôi qua đó ngồi, khỏi làm phiền mọi người ha. Cũng được. Đem số bánh trái đó mang qua bên kia cho Bảo Nhị Gia đi. Dạ. Bảo Thúc, đứa cháu này nếu có lỡ lời, Thúc nhất định phải nể mặt tôi. Đừng chấp nhất nó. Tuy nó mắc cỡ, nhưng tính cách bướng bỉnh, không hiền hòa lắm. Điều này rất khó tránh. Được, tôi biết rồi, tỉ đi đi. Để phải nói chuyện tử tế với Bảo Thúc đó. À, không biết là dạo này trong nhà ra sao? Thầy giáo năm ngoái bị bệnh nên nghỉ. Gia phụ lại tuổi tác đã cao, mang bệnh trong người, công việc bận rộn, vì vậy vẫn chưa nói tới việc mời thầy dạy tiếp. Trước mắt hôm nay về nhà, sao không hỏi cha? Đến trường chúng tôi học mà học. Tôi cũng có bạn, có lợi đôi đường. Đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Mau lên, mau lên, mau lên tính điểm đi. Tôi đoán chắc lần này là tôi thắng nữa rồi đó. Hôm nay hai người đã thu hai gián tiền rượu, không thể chối được đâu. Lại để cho cô Phượng chua ngoa thắng nữa. Cô cứ hẹn ngày đi. Ngày mốt chính là ngày phải chịu phạt. Nhất ngôn cửu đỉnh. Được, được. Bội Phượng à, bảo ai đưa về sao còn chưa đến nữa? Tiêu Đại ở bên ngoài, nhưng mà Tiêu Đại say rồi, lại còn mắng nữa. Cứ sai ông ấy làm gì? Trong nhà có bao nhiêu gia đình, ai đi không được, sao lại bảo ông ấy? Ở nhà cả ngày tôi cứ nói tỉ quá mềm lòng, chung túng cho người làm như vậy sao mà được chứ. Chẳng lẽ cô không biết ông Tiêu Đại này, cả lão gia cũng không muốn ngó tới. Trần Đại ca ca của cô cũng kệ ổng, chỉ vì ổng lúc còn nhỏ đã cùng lão thái gia 3-4 lần ra trận về, đã cứu lão thái gia sống lại từ trong đống người đã chết. Bản thân ổng lại nhịn đói, lấy trộm đồ cho chủ nhân ăn. Hai ngày không nước uống, khi có nước lại đưa cho chủ nhân uống, còn mình uống nước tiểu ngựa. Chẳng qua cũng vì những công lao này nên khi cụ ta còn sống đều đối xử tốt với ổng. Đến đài có ai dám làm khó ổng đâu. Giờ đã già rồi lại bất chấp thể diện, tối ngày lo uống rượu, uống sai rồi gặp ai cũng mắng. Tôi thường bảo những người coi việc đừng có sai ông ấy đi làm việc, cứ xem như ông ấy là người đã chết đi cho xong. Nhưng này lại sai ổng. Sao tôi lại không biết Tiêu Đại chứ? Chỉ là các người không chú ý. Có người như vậy, sao không đưa ông ta đến trang trại nào xa xa là xong? Xe của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Dạ xong rồi. Được rồi, chơi cũng đã chơi rồi, thắng cũng đã thắng rồi, chúng tôi cũng nên về nhà đây. Đi thôi Bảo Ngọc. Đi. Đi thôi. Đi mau lên. Đi thong thả.
kêu Bảo Ngọc nhanh lên. Dạ. Nửa đêm nửa hôm như vậy mới chuyện đưa người về lại sai tôi. Mấy tên khốn đó không có lương tâm, làm quản gia kiểu gì vậy hả? Sao không biết nghĩ Tiêu đại đại gia nhấc một chân lên còn cao hơn cái đầu của ông nữa. 20 năm trời. Chuyện gì vậy? Mắt Tiêu đại đại trong gia Tiêu đại này cũng mau im miệng đi. Hả? Nói chỉ đến cả đám khốn mà mau sai người trói ông ta lại. Đợi ngày mai tỉnh rượu rồi xem ông ta còn muốn chết nữa hay là không. Cậu Dung, cậu đừng có dở thói chủ nhân trước mặt Tiêu đại nghe. Đừng có nói là cậu mà cha cậu, gia gia cậu cũng không dám ưỡn ngực với Tiêu đại đâu. Không ngờ có một mình Tiêu đại này các người có thể làm quan hưởng vinh hoa phú quý hay sao hả? Tổ tông cậu thập tử nhất sinh gây dựng nên gia nghiệp này tới bây giờ không ta sẽ lưỡi đao đỏ đâm thầm vào thầm. Lưỡi đao trắng rút ra. Sao này lại mà đưa cái thứ coi từng nhân pháp đi cho xa, còn để ở đây chỉ gây thêm quà đó. Dạ. Nếu để họ hàng của ta biết được, chẳng phải sẽ cười nhà chúng ta ta một chút tung tin trật tự cũng không có sao? Không thấy dạ. Dạ. À, ai mà ngờ, à, ai ngờ bây giờ lại sanh ra một tên súc sanh như vậy hả? À, có chồng bé hả? À, cái gì mà ta không biết chứ? Bảo Ngọc đâu? À, các người định đem cánh tay đã gãy giấu vào trong ống áo hả? Bảo Ngọc, mau qua đây. Chúng ta đi. Ai da của tôi ơi, ai da Hi Phương Tẩu của tôi ơi. Nghe ông ấy nói đứa thì lại loạn luôn. Loạn luôn là gì vậy? Đừng nói bậy. Chỉ là lời nói bậy của kẻ sai. Lẽ sao phải bỏ ngoài tay mà còn hỏi kỹ như vậy? Để ta về nói lại với Thái Thái. Coi chừng Thái Thái đánh đệ đó. Hi Phượng Tẩu, đệ sẽ không dám nữa. Thái gia. Vậy mới đúng chứ. Đệ ta về nhà hồi báo với lão Thái Thái, nói giúp cho cháu Tần gia được học chung với đệ. Đi thôi. Thái gia. Thái gia. Thái gia. Sau đó Bảo Ngọc về nhà nói với Dạ Mẫu về chuyện Tần Chung muốn tới trường tư học, còn mình cũng có bạn để cùng học sẽ hăng hái hơn. Phượng Thư lại đứng một bên nói giúp, nói đến nỗi Dạ Mẫu thấy vui lên. Phượng Thư lại thừa dịp mời Dạ Mẫu đi qua xem tuồng. Dạ Mẫu đã có nhã hứng trước, dẫn theo Dương Phu Nhân, Lâm Đại Ngọc, Bảo Ngọc đi qua Ninh Phủ xem tuồng. Sao không thấy Bảo Thoa đâu vậy? Chắc là trong người không được khỏe lắm. Về đến Ninh Phủ, Bảo Ngọc không yên tâm Bảo Thoa, y phục chưa kịp thay ra liền vội vàng đến Lê Hương Viện. Chị Thái Thái. Bảo Ngọc. Vì Thái Thái vô này khỏe chứ? Khỏe. Trời đang lạnh như vậy, cháu của ta vất vả cho con lạnh như vậy mà đến thăm ta. Mau ngồi lên giường đi. Mau, mau băng ly trà nóng lên. Đại ca ca không ở nhà sao? Nó là con ngựa xuất chuồng, cả ngày cứ bận rộn, đâu có chịu ở nhà ngày nào. Tỷ tỷ đã khỏi bệnh chưa? Cũng khỏe rồi. Hôm trước con còn nhờ người đến hỏi thăm nó. Nó đang ở trong phòng đó. Con đi thăm nó đi. Phòng trong thì ấm áp hơn. Con ngồi đó chơi, ta đi thu dọn một chút. Lát nữa sẽ vào trò chuyện với con. Dạ. Em xem, bà ở chỗ này nè. Đúng rồi. Qua bên trái một chút. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Tỷ tỷ khỏi bệnh rồi sao? Đã khỏe nhiều rồi. Cảm ơn đệ tới thăm. Bảo gì gia,
Em đi rót trà cho nhị gia dùng. Mấy hôm nay tỷ không thể qua đó, lão thái thái và Diễn Nương vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, họ cũng rất nhớ tỷ đó. Đây chính là quả thân của viên đá ngoan thạch trong Đài Quan Sơn Thanh Ngành Phong. Thường nghe nói ngọc này của đệ, nhưng vẫn chưa từng được nhìn rõ nó. Hôm nay tỷ muốn nhìn cho rõ. Tỷ tỷ muốn xem, cứ việc lấy đi là được. Chuyện luyện đá có hay không có, núi Đài Quan chuyện đó lạ thay. Đá kia thay mặt đổi mày, thực ra một bọc chứa đầy thối tha. Vàng hết vận, giá đà hết quý, ngọc lỡ thời sáng hóa phai màu. Đống xương trắng họ tên đâu, nào phường áo mũ, nào lầu phấn son. Hằng xưa chớ mất chớ quên, tiên thọ hằng xưa chớ mất chớ quên. Muội không đi chăm trà còn đứng ở đó làm gì hả? Muội nghe được hai câu này lại thấy giống hai câu trên dòng cổ của tiểu thư, là một đôi. À, trên dòng cổ của tỷ tỷ cũng có tám chữ này hả? Đệ lại không biết, hôm nay đệ cũng muốn nhìn nó một lát. Đệ đừng nghe lời muội ấy, không có chữ gì hết. Tỷ tỷ, bảo thoa tỷ, tại sao tỷ xem của đệ thì được chứ? Cũng có người cho một vài chữ để may mắn, cho nên mới khắc lên, nói là phải đeo mỗi ngày, nếu không thì tỷ cũng không đeo đâu. Vậy cũng phải cho đệ xem những vật đeo trên người tỷ tỷ, làm gì có cái nào không hay chứ. Cho đệ xem đi mà, cho đệ xem thử đi mà, bảo thoa tỷ. Bảo thoa tỷ. Đúng là không có ai dai bằng đệ. Không xa không rời, xuân xanh vĩnh tục. Không xa không rời, xuân xanh vĩnh tục. Chớ mất chớ quên, tiên thọ hằng xưa. Ơ, tám chữ này của tỷ tỷ đúng là một đôi với của đệ. Ừ, là ông hòa thượng trọc đầu đã tặng, còn nói phải cắt được trên vật bằng vàng. Sao muội vẫn chưa đi chăm trà hả? Tỷ quên hỏi, đệ từ đâu mà đến đây? Bảo thoa tỷ, đệ vẫn chưa xem xong mà. Tỷ tỷ sao mùi hương gì vậy? Đệ chưa khi nào ngửi được mùi hương này. Tỷ sợ nhất là xông hương đó. Bộ y phục đàng hoàng mà bị dính đầy mùi khói. Nếu đã là vậy, đây là mùi hương gì? Phải rồi, là mùi hương mà. Tỷ thức sớm uống thuốc viên. Thuốc viên gì mà thơm quá vậy? Bảo thoa tỷ, cho đệ thử một viên đi. Lại làm bậy nữa, chuyện uống thuốc không thể uống bừa đâu. Ơ, Lâm Tiểu Tư đến chơi. Hả, muội muội? Muội đến không đúng lúc rồi. Muội muội, muội muội, sao muội lại nói vậy? Biết huynh ấy đến thì muội đã không đến rồi. Câu này tỷ càng không hiểu. Muội đến, cả đám cùng đến. Còn nếu không đến, một người cũng không đến. Hôm nay huynh ấy đến rồi, ngày mai thì muội đến. Nên nhiều có thể chia nhau mà đến, vậy chẳng phải có bằng mỗi ngày. Sẽ không đến nỗi quá lạnh lẽo, cũng không đến nỗi quá náo nhiệt. Sao tỷ tỷ lại không hiểu được ý câu này chứ? Trời đang lạnh quá, dùng chút trà bánh nói chuyện cho vui ha. Vậy thì không còn gì bằng nữa. Là muội muội. À, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hôm trước con ở chỗ Trân Đại Tẩu, có ăn một ít chân ngỗng bên đó, mùi vị quả nhiên là có khác. Đúng lúc chỗ của ta cũng có một ít chân ngỗng nè, con nếm thử xem. Cái này mà dùng chung với rượu thì càng ngon. Hoành Nhi, mau đi lấy loại rượu thường hàng tới. Dạ. Khó lắm mới có dịp mọi người ngồi chung, phải ăn cho vui vẻ một chút. Dạ. Nè mau, uống chút rượu đi ha.
Nè Bảo Ngọc, Dĩ Nương uống với con. Đa tạ Dĩ Nương. Ờ, trời ơi Dĩ Thái Thái, đừng uống rượu nữa mà. Ma ma cho tôi uống rượu một chút đi mà. Không có được. Trước mặt lão Thái Thái với Thái Thái thì cho cậu uống một giò luôn. Nhớ hôm đó tôi mới vừa quay đi một lát, không biết là tên hẹn mòn nào á, chỉ biết lấy lòng của cậu, mặc kệ người ta sống hay chết, uống với cậu một ngụm rượu, làm hại tôi phải bị mắng mấy ngày luôn đó. Vị Thái Thái à, tại bà cũng biết thôi, tính cậu ấy đáng ghét lắm, uống rượu vô là dở thôi. Hôm nào đó lão Thái Thái thấy vui thì cho cậu ấy uống, rồi hôm khác lại không cho cậu ấy uống. Bà coi, tôi bị kẹp ở giữa đó. Nhũ Nương à, bà cứ làm việc của bà đi, còn tôi sẽ không cho nó uống nhiều đâu. Nếu là lão Thái Thái hỏi thì cứ nói là tôi ha. Quanh Di, dạ, mau dẫn Nhũ Nương đi uống một ly rượu cho ấm bụng đi. Nhũ Nương qua đó uống đi. Đi mau đi. Nè Bảo Ngọc, rượu ấm rồi thì mới được uống hả? Không cần làm ấm đâu, trước giờ con đều uống lạnh mà. Ê, như vậy không được, uống rượu lạnh vào viết chữ sẽ bị run đó. Được mà Dĩ Nương, không sao đâu, con vẫn luôn uống lạnh. Bảo Ngọc, Uổng công đệ đọc nhiều sách hay, không lẽ không biết tính rượu là nóng nhất, nếu như uống rượu ấm thì sẽ mau tỏa ra, nếu như uống lạnh thì nó sẽ ứ động bên trong, vậy thì ngũ tạng trong cơ thể không tổn hại sao? Sau này đệ tốt nhất đừng uống rượu lạnh nữa. Tỷ tỷ nói rất có lý, sau này đệ không uống rượu lạnh nữa, đem đi hâm nóng đi. Dĩ Thái Thái, tiểu thư cầm lấy cái này đi, như vậy sẽ ấm được một chút. Ai bảo tỷ mang đến vậy, cần gì phải nhọc lòng, ở đâu tôi cũng đâu có chết rét. Tử Quyên tỷ tỷ sợ tiểu thư lạnh nên bảo tôi mang tới. Vậy mà tỷ lại đi nghe lời tỷ ấy. Thường ngày lời tôi nói với tỷ, tỷ đều bỏ ngoài tai, sao mà tỷ ấy nói thì tỷ nghe, còn nhanh hơn thánh chỉ nữa. Thường ngày sức khỏe của con yếu, không chịu được cái lạnh, họ quan tâm con như vậy không tốt sao? Tại Dĩ Nương không biết, cũng may là đang ở chỗ Dĩ Nương, nếu mà ở nhà người khác người ta không phiền sao? Đang yên lành nhìn người ta chẳng ai cần lò sưởi, còn mình thì có người nhà mang nó tới. Họ không nói bọn nha hoàn cẩn thận quá mức, mà chỉ nói con thường ngày đã quen thói tiểu thư rồi. Ơi trời, chuyện này con nghĩ nhiều quá. Con nghĩ như vậy, nhưng mà ta không có ý đó. Ê, thôi, không được uống thêm nữa. Lý Mama, tôi uống thêm vài ly sẽ không uống nữa. Cậu phải coi chừng, lão gia đang ở nhà đó, coi chừng ông ấy hỏi chuyện cậu. Đừng làm cục hứng mọi người. Nếu cựu cựu gọi huynh thì nói Dĩ Nương bảo ở lại. Lý Mama này, bà ấy uống rượu lại đem chúng ta ra làm trò, đừng bận tâm bà ấy, chúng ta lo chuyện của chúng ta thôi. Cô Lâm à, cô đừng giúp cậu ta nữa, cô phải khuyên cậu ta, không chừng cậu ta còn nghe đó. Sao tôi phải giúp huynh ấy, tôi cũng đâu cần phải khuyên làm gì. Nhũ Nương cũng quá cẩn thận rồi đó. Thường ngày lão Thái Thái cũng cho huynh ấy uống rượu, hôm nay ở chỗ của Dĩ Nương uống thêm một chung cũng đâu có gì đáng ngại. Hay là chỗ của Dĩ Nương là người ngoài nên chúng tôi không được phép uống rượu ở đây. Đúng thật là cô Lâm, nói ra câu nào cũng nhọn hơn là dao. Cô nói vậy là sao chứ? Đúng là cái miệng của Lâm gia đầu, khiến cho người ta có muốn giận cũng không giận được. Đừng sợ, đừng sợ ha. Cháu của ta đến chỗ của ta rồi, đâu phải là không có đồ ngon. Đừng vì mấy thứ nãy giờ mà sợ trong lòng, sẽ làm ta bất an. Con cứ yên tâm mà ăn đi, đã có ta rồi, một lát nữa ăn cơm tối lỡ có sai thì ngủ với ta. Nè Quanh Nhi. Dạ. Đi hâm thêm một chút rượu. Dạ. Dĩ Nương sẽ uống cho con thêm vài ly, xong rồi sẽ đi ăn cơm ha. Ừ. Huynh có đi không? Ừ?
Muội đi, huynh sẽ đi chung với muội. Tới đây cả một ngày cũng nên về rồi. Bên nhà cũng không biết làm sao tìm chúng ta. Bây giờ cũng không còn sớm, nên về thôi. Thôi đi thôi đi, mấy cái thứ vụn về tôi không biết nhẹ tay sao? Chưa từng thấy ai đội hả? Để ta tự đội cho. Càng nhằn gì đó, để muội xem thử. Gọi hai cô hầu đưa hai quân muội họ về nhà đi. Được rồi, đi thôi. Mau, là muội muội, mình qua bên đó xem thử. Không cần nhiều ta, không cần nhiều. Cậu hay thiệt. Báo tôi bài mật cho cậu. Sáng sớm dậy vui vẻ, chỉ viết ba chữ thì bỏ bút mà đi. Hai chúng tôi đợi suốt cả ngày. Viết cho xong số mật đó cho tôi đi. À, ủa, ba chữ đó của tôi đâu rồi? Cái cậu này đúng là sai rồi. Đầu óc cậu để bên đó hết rồi. Đã dằn dắt ở trên cánh cửa kia, bây giờ là hỏi như vậy. Hả? À, tôi quên mất. Cậu quên mất? Tôi thì chỉ sợ người khác dán bị hư, đích thân lên trên cao dán cho cậu. Bây giờ ta còn lạnh cống đây nè. Hả? Tay tỷ còn lạnh hả? Để tôi sửa ấm cho. Đi theo tôi. Tôi thổi hơi cho. Giáng Dương Hiên. À, là muội muội. Muội mới đến hả? Muội nhìn đi, trong ba chữ này chữ nào là đẹp nhất? Chữ nào cũng đẹp. Sao huynh viết đẹp vậy? Ngày mai cũng viết một tấm biển cho muội đi. Muội lại lấy lòng huynh nữa. Tập Nhân tỷ tỷ đâu? Ở bên trong. Tập Nhân tỷ tỷ, tỷ ấy ngủ có phải là quá sớm không? À, hôm nay tôi dùng cơm ở bên phủ kia, có một đĩa bánh bao đậu phụ. Tôi nghĩ là tỷ thích ăn nên nói với Trân Đại Tổ Tẩu. Chị nói tôi để dành tối tôi ăn cho người mang qua đây rồi. Tỷ đã ăn chưa? Thôi đừng nhắc nữa, giờ ba tới đây tôi đã biết là của tôi rồi. Nhưng tôi vừa mới ăn cơm cho nên để đó. Sau đó Lý Mama qua đây, nhìn thấy liền nói Bảo Ngọc chắc là không ăn, mang về cho cháu nội tôi ăn vậy. Nói xong thì mang về nhà mình rồi. Hả? Bảo nhị gia mời dùng trà. Ờ, ta không uống, đưa Lâm Muội Muội uống đi. Lâm Muội Muội, còn Lâm Muội Muội nữa. Lâm Muội Muội về từ lâu rồi, cậu không cần nhường nữa, mau uống đi. Hồi sáng ta đã pha một tách trà phong lộ. Ta đã nói phải pha 3-4 nước mới được thứ ngon nhất. Sao mà bây giờ lại pha cái loại này? À, đúng ra tôi vẫn để, nhưng mà sau đó Lý Mama tới đây, nói muốn nếm thử nên bà ấy uống rồi. Lý Mama? Lại là Lý Mama? Bà ta là gì của ngươi hả? Sao hiếu thảo với bà ta vậy? Chẳng qua là lúc nhỏ ta uống sữa của bà ta mấy ngày thôi mà. Bây giờ làm như bà ta còn lớn hơn Tổ Tông nữa. Hiện giờ ta không cần phải uống sữa, còn nuôi bà Tổ Tông đây làm chi nữa? Đuổi ra ngoài hết cho sạch sẽ đi. Ta lập tức đi nói với lão thái thái. Đuổi cái bà già này đi, không được nhắc đến nữa. Nhị gia, có tiếng động lớn. Lão thái thái bảo tôi đến hỏi có chuyện gì vậy?
À, tôi vừa mới chăm trà, bị tuyết làm trơn ngã, lỡ ta làm dở cái tách thôi. Tôi đi bẩm lại với lão thái thái. Dạ. Cậu lập tức đuổi bà ấy cũng được, chúng tôi cũng sẵn sàng đi khỏi. Thôi thì đuổi cả bọn chúng tôi luôn đi. Chúng tôi cũng tốt, cậu cũng không có ai phiền phức tới hầu hạ cậu. Bảo Ngọc nóng lòng muốn gặp lại Tần Chung nên không còn lo chuyện gì khác, liền chọn ngày nhất định đi học, rồi cho người đưa một bức thư, nói sáng sớm ngày mai mời Tần công tử tới chỗ tôi gặp mặt rồi sẽ cùng đi đến trường. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia. Tập nhân tỷ tỷ, sao tỷ lại khó chịu nữa? Chẳng lẽ trách tôi lo đi học, bỏ lại mọi người chịu cô đơn hay sao? Cậu nói cái gì vậy? Việc học là một việc rất tốt, nếu không sẽ lêu lỏng cả đời. Cuối cùng sẽ ra sao chứ? Nhưng có một việc, chính là lúc cậu học thì cố gắng chỉ lo học, lúc nào mà không học thì phải nhớ đến gia đình. Được, tôi biết rồi. Đừng có đùa nghịch với họ, phải gặp lão gia thì không phải chuyện đùa. Mặc dù phải phấn đấu học hành, nhưng cũng phải có chừng mực thôi. Một là nhồi nhét sẽ không vô, hai là sức khỏe cũng phải giữ gìn. Đây chính là ý của tôi, cậu hiểu mà, hiểu mà. Áo khoác lông thú tôi đã gói sẵn rồi, cũng đã đưa cho mấy gia đình. Trong trường lạnh sẽ có cái để khoác thêm, sẽ không bằng ở nhà có người hầu chăm sóc. Than để sưởi ấm chân tay cũng giao cho họ rồi, cậu phải bảo họ thêm than. Mấy tên đó rất lười, cậu không nói chúng không thèm động tới đâu, chỉ mình cậu lạnh thôi. Tôi biết rồi mà, mọi người cứ yên tâm đi, tôi sẽ tự biết lo liệu cho mình mà. Mọi người cũng đừng ngồi buồn trong phòng, cứ ra ngoài đi lại nhiều, qua chỗ Lâm tiểu thư nói cười thì mới tốt. Mấy chuyện này chúng tôi biết tự lo, mau đi thỉnh an lão thái thái, lão gia và thái thái đi. Vậy Tần công tử đã đón về chưa? Đã đi đón rồi. Ê, cậu từ từ thôi. Tình Văn Dạ Nguyệt, hôm nay tôi phải đi học, chỉ để lại mấy người ở nhà, nếu có buồn phiền nhất định phải cố chịu, tìm cái gì đó chơi mới phải. Với lại Thu Văn, tỷ cũng vậy, nếu như có mama nhiều chuyện cũng đừng cãi lại, cố nhẫn nại một chút là được. Dạ, khó khăn lắm cậu mới đi học, người ta không dặn cậu là mai rồi, vậy mà cậu đi dặn người ta chứ. Con thỉnh an lão gia. Con vừa từ đâu tới đó? Con vừa mới thỉnh an lão thái thái với thái thái thưa cha. Ừ, lại định đi đâu nữa? Dạ con đi học. Nếu như con còn nhắc hai chữ đi học nữa, cả cha cũng thấy xấu hổ. Theo như ta thấy, con vẫn nên đi chơi mới đúng, coi chừng làm bẩn đất của ta, làm bẩn cửa của ta. Ừ, được rồi, rồi đừng đứng đây nữa, đi ra ngoài. Hai ba năm nữa ra ngoài đi. Ra ngoài. Mấy đứa hầu cho Bảo Ngọc đi học lại. Tiểu nhân xin thỉnh an lão gia. Người chính là con trai nhũ nương của Bảo Ngọc, tên là Lý Quý đó hả? Chính là tiểu nhân. Thì ra đều là mấy tên vô dụng các người. Các ngươi cả ngày đưa nó đến trường, rốt cuộc đã đọc được sách gì? Chỉ học được những lời dối trá bậy bạ trong đầu, lại còn học được mấy trò quỷ quái. Cứ đợi đó, đợi ta rảnh rỗi, ta sẽ lột da của người trước, rồi mới tìm cái thằng vô dụng đó tính sổ. Dạ bẩm lão gia, cậu ấy rất cố gắng học hành, cậu ấy đã học được quyển kinh thư thứ 3 rồi. Nào là ô ô nai kêu lá sen mèo rồi. Tự nhiên thì không dám nói dối, quả thật là ô ô nai kêu lá sen mèo rồi. Cho dù nó có học được 30 quyển kinh thơ cũng chỉ là che mắt kẻ khác lấy lòng mà thôi. Người đi tới trường thỉnh an thái gia, cứ nói là ta nói, những thứ thư kinh cổ văn
tuyệt đối đừng dạy theo kiểu đã đi theo lối mòn. Phải giải thích rõ những điều ở trong tứ thư xong rồi. Oh.